Xin kính chào quý vị và các bạn. Map Trứng Mít xin gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến cả nhà. Rồi hôm nay Map Trứng Mít xin mạnh phép giới thiệu mẫu máy ốc 100 trứng thế hệ mới nhất 2022 với công nghệ tự động hoàn toàn lọc khuẩn, lọc sạch ion, diệt khuẩn bằng tia UV và đảo lăn 360 độ phun sương tạo ẩm tự động. Mẫu này đang được rất là nhiều anh em chờ đợi và săn đón, nhưng mà do cái quá trình mình gia công là từ hồi đầu năm 2021 thì nó đã ra lò rồi, và sau quá trình ấp thử trong vòng 6 tháng gần hơn 10 máy ấp thì cho ra tỷ lệ rất là cao, khoảng 95-98% đối với mình ấp gà Mỹ, gà đá là mình sử dụng ở nhà và các trang trại mà quen tặng mẫu để cho anh em dùng thử thì đã cho phản hồi rất là tích cực, và hầu như cái tỷ lệ mà sai số hay là tỷ lệ về cái hao hụt rất thấp. Mẫu này là mẫu mini mới nhất thị trường và công nghệ hiện tại đang là cao cấp nhất. Và mẫu này tại sao nó cao cấp như vậy? Nó có rất là nhiều công nghệ ưu việt và dành cho những người mới bắt đầu vào nghề, mới chưa biết gì về cái kỹ thuật ấp, những người lớn tuổi hay là những chị em phụ nữ vẫn có thể dùng được, vì máy nó tự động hoàn toàn, nó làm thay thế công việc của chủ nhân, làm thay thế công việc của gà mẹ hay là chim máy hay là gà máy ha, làm tất cả những công việc mà chúng ta cần thiết. Hồi xưa khi mà muốn ấp trứng mà để mà ấp từ cái trứng mà thành nở ra con thì chúng ta phải đi học nghề, rồi chúng ta phải qua một cái quá trình đào tạo kinh nghiệm để chúng ta lấy kinh nghiệm về làm thực tiễn ấp đảo tay, xịt nước bằng tay hay là trộn trứng rồi này kia là những cái chuyện đó chúng ta bây giờ không cần làm nữa, máy tự làm hết từ đầu tới bước cuối. Và sản phẩm này rất nhiều anh em nuôi gà đá rất là mong đợi. Vì sao? Thứ nhất, chúng ta có thể để trong cái môi trường hơi nóng bức một chút thì ấp vẫn đạt chứ nó không có bị ảnh hưởng môi trường lớn như những chiếc máy khác. Rồi nó có công nghệ lọc bụi, nó có công nghệ khử khuẩn, nó có inverter nhiệt độ, nó có tạo ẩm tự động ha, thì tất cả công nghệ tích hợp chiếc máy này. Rồi đồng thời những cái phiên bản 2021 thì nó có hai dàn đảo lăn, thì ở đây cũng có hai dàn đảo lăn, nhưng mà với máy 2021 thì nó có một cái nhược điểm là hai khay nó dính liền với nhau và kết nối qua một cái giắc cắm, thì với máy này không có giắc, không có điện đóm, không có gì hết, và hai khay rất dễ lấy ra lấy vào và ta thao tác cực kỳ dễ ha. Với thao tác mà ta ngưng đảo hay là với thao tác mà vô trứng để mà hay là xuống con rất là dễ ha. Thì với máy này thì người mới bắt đầu hay là người lớn tuổi vẫn dùng được, vì nó tự động hóa hoàn toàn 100% mà làm thay thế vai trò của chủ nhân. Thì chúng ta chỉ có việc cắm điện nguồn 220V là từ cái giắc cắm phía bên tay trái đây vào thẳng ổ điện nhà, sử dụng nguồn 220 điện gia dụng là chúng ta dùng ngay, bỏ trứng ấp luôn, không cần phải canh chỉnh hay là suy nghĩ gì hết, không cần phải thao tác gì hết. Thì chúng ta có thể can thiệp vào hệ thống nó với các chức năng như là nhiệt độ, độ ẩm, thời gian đảo trứng, khả năng khống chế nhiệt. Thì chúng ta có thể can thiệp sâu vào hệ thống dành cho những anh em, những bà con nào mà chúng ta đã sử dụng chiếc máy chúng ta thành thạo, thì có thể là tự động mình cân chỉnh theo cái ý muốn của mình. Còn với mặc định của nhà sản xuất là những cái tích góp và những cái tư liệu sách vở để chúng ta áp dụng thực tiễn. Còn nhiều anh em ấp theo kinh nghiệm của mình thì cứ tăng giảm tùy thích, nó có thể can thiệp vô hệ thống. Ở đây máy này mình có chức năng nhiệt độ inverter, phun ẩm tạo ẩm tự động, lọc bụi, lọc không khí, khử trùng UV, rồi tới đảo trứng tự động. Ở đây là khả năng khống chế nhiệt và khóa trẻ em đó, những cái tính năng để hữu ích. Ở đây là bàn phím nó khóa lại, sau 5 phút khởi động nó khóa lại, chúng ta bấm không ăn nha. Ở đây có ổ khóa để chúng ta tránh con nít nó có thể nó bọc ở trong buồng máy chúng ta không an toàn. Rồi hai cửa mở, một cửa mở trước và một cửa mở bên trên. Thì nước chúng ta sẽ châm vô cái phần học nước bên trên đây, thì nó có trong này nó có bơm cơ phun ẩm ha. Còn cái này là cái lớp lưới lọc, thì sau quá trình chúng ta sử dụng thì vỏ trứng nó sẽ sinh ra bụi, nó sẽ dơ, và gà nở nó sẽ có lông hay là nước ối nó sẽ dơ, thì gió nó sẽ luồn qua cái lớp lưới lọc để nó hòa tan những cái bụi bẩn hay là mùi hôi đó vào trong nước. Chúng ta chỉ việc thay nước sau mỗi máy ấp là máy chúng ta sạch, chúng ta vệ sinh rất là đỡ ha. Rồi bên trên này thì chúng ta thấy là có cảm biến máy bơm
đèn UV, rồi lưới lọc, rồi ở đây là cảm biến SHT30 sản xuất của từ Thụy Sĩ hãng Ceneron, mình gia công lại ở Việt Nam để cho nó phù hợp với chiếc máy của chúng ta. Dây nhựa đầu trong là không có điện đốm gì hết ha, rất là gọn gàng, chúng ta an toàn tuyệt đối. Ở đây là một cái van tiết lưu để mà chỉnh gió theo mùa, ví dụ như mùa hè nóng bức và độ ẩm cao thì chúng ta mở nắp ra để nó trao đổi khí thường xuyên, mùa đông thì chúng ta khép lại và cho một cái rãnh nhỏ thôi. Còn nếu như mà thời tiết quá nóng, chúng ta có thể lọn tay đây lấy một cái là nó sẽ bung hết cái nắp này ra để cho nó trao đổi khí liên tục, nó không có bị ngạt trứng ha, với cái thời tiết mà quá oi bức. Rồi với cái mạch điều khiển này thì chúng ta sức tải của nó là có thể lên đến 1.000 trứng ha. Mạch này có thể là ráp cho máy 1.000 trứng bình thường, thì đối với cái máy 100 thì nó quá dư công suất thì nó sẽ độ bền nó tăng cao. Ví dụ như cái phòng chúng ta nhỏ mà chúng ta gắn cái máy lạnh là hai ngựa đi, thì cái máy chỉ cần đề lên một cái thì nó đã đủ rồi, nó không có hao điện. Thấy vậy chứ máy càng nhỏ thì nó càng ráng, nó chạy ráng, nó chạy cố thì nó càng hao ha. Còn máy lớn thì công suất nó dư, chúng ta không có sợ nó hao điện, nó đề lên một cái là đủ liền. Rồi xung quanh kết cấu máy là bằng khung gỗ MDF chống ẩm, cái này chúng ta có thể rửa bằng nước được nha bà con. Còn nhiều anh em hỏi là máy ép trứng mít có làm tủ nhôm hay là không, thì xin thưa là máy ép trứng mít không làm tủ nhôm, bởi vì nó quá mỏng manh và nó không có đảm bảo cái tiêu chí về nhiệt độ và độ giữ nhiệt. Rồi coi như là về tiêu chí về cái độ cứng cáp và để vận chuyển đi thì cũng không đảm bảo, và về cái cơ cấu nhiệt bên trong nó sẽ cũng không đều. Thành ra máy ép trứng mít là không làm tủ nhôm ha, quá mỏng manh không làm. Thì cái nhôm là chúng ta chỉ để gia cố những cái dàn nẹp trang trí bên trong hay là những cái dàn để dàn đảo được thôi, chứ còn về kết cấu máy thì không làm tủ nhôm, mặc dù giá thành nó có rẻ hơn cái tủ này nhưng mà vẫn không làm ha. Thì cái máy này cái chất lượng nó là quá ưu việt và nó nở rất là cao, cái độ cách nhiệt của nó rất tốt, thành ra không hao điện, rồi nở tốt và bền bỉ nữa, thì không có mắc gì chúng ta phải lấy những cái tủ mỏng manh khung vỏ nó không đảm bảo, vừa hao điện mà vừa ấp nó không có đạt yêu cầu nữa. Rồi bên này có các khe thông gió bên dưới ha, bên phải này thì nó trơn không có gì hết, chỉ có khe thông gió thôi. Còn bên trái chúng ta là nó có thêm cái dắt dây nguồn, dây nguồn mình cắm để sử dụng chung với mấy cái dây nồi cơm điện rồi ha, máy tính hay là loa đồ này kia là nó cũng xài cái dây này. Chúng ta cắm điện vô máy thì khởi động nó sẽ đảo. À, chúng ta cùng quan sát dàn đảo nó di chuyển ha. Thì với chiếc máy này giá của nó hiện tại đang là 2.800.000 với phiên bản mặc định là phiên bản tự động hóa hoàn toàn cao cấp nhất, và 2.980.000 với phiên bản có bình nước dự phòng và van ngắt. Đây con xem, đây là một cái hộp để chúng ta đựng nước, thì nước chúng ta châm vào đây. Ở đây có một cái van khóa thì nó khóa lại, thì gỡ cái ống này ra, rồi khi nào ấy thì chúng ta bận lại. Có thể mang cái bình này đi châm nước rồi khóa cái van lại, đẩy nắp lại, rồi mang để trên nóc máy, rồi găm cái ống này vô, xong rồi mở van ra, giống như cái này Romine ha. Rồi mở van ra thì nước sẽ chảy theo cái đường ống này, chảy vô trong máy. Rồi cái van này chúng ta có thể đấu thẳng được trực tiếp với đường nước sinh hoạt ở nhà, nước không tên đó, nước sinh hoạt, nước máy á, hoặc là nước giếng mình bơm lên bồn cũng được, miễn yêu cầu nó có áp lực là được, mình thay đấu trực tiếp luôn, mình khỏi cần canh nước châm, thì nó sẽ đi qua cái đường đây, nó đi vô trong, ở trong nó có phao nó ngắt lại, phao đó là giống như phao bồn ha, nó đầy là nó ngắt lại, nó sẽ ở cái mức lưng lửng khoảng hơn nửa khay một chút là nó ngắt lại, nó không có xuống tiếp. Nó thì thêm 180.000 là chúng ta có thêm cái bộ phận như vậy để dự phòng cái nước. Ở đây là chúng ta chứa trong này được khoảng 2 lít, ở trên này 2 lít nữa, thì chúng ta có 4 lít nước chúng ta sử dụng được khoảng cho một tuần. Còn với chỉ có một khay này thôi thì chúng ta sẽ ấp được khoảng 4 đến 5 ngày là nó sẽ cạn. Và thường là mấy anh em cũng không để cạn, thường là khoảng 3 ngày là chúng ta châm thêm rồi. Còn với có bình dự phòng thì nó khoảng một tuần, hơn một tuần. Rồi với cái lưới lọc này đó, thì chúng ta vệ sinh nó thì nó có cái ốc xiết bên này một con, bên kia một con, chúng ta có thể gỡ cái này ra, gỡ cái đường ống này ra, và chúng ta lấy đi bỏ vô cái nước chúng ta xịt để cho nó sạch sẽ ha. Còn về
cơ cấu bên trong, phần đảo là đảo lăn tròn 360 độ. Thì ở đây là có hai dàn và chúng ta không có dây nhợ gì hết nha. Anh em xem là cái này là nhiều anh em đã dùng thử rất là thích. Thì ở đây nó có hai dàn đảo, ở dưới này nó có một cái motor để nó kéo và một cái ngàm. Thì sau khi chúng ta muốn vô trứng và kéo ra đó ha, muốn ta vô lại thì chúng ta nhét vô cái ngàm đó, nó theo ngà kéo ra ngoài nè. Và giữa khoảng cách giữa khay trên với khay dưới cũng rất rộng nha, nó là 1.5 tấc. Thì cái tay chúng ta có thể lòn từ trước ra đằng sau, trái phải gì là thoải mái luôn. Và ví dụ như ta lòn không thích lòn thì chúng ta kéo cái khay ra ngoài nè, chúng ta bỏ trứng lên, bỏ trứng nằm đầu nào cũng được, xuôi ngược gì cũng được, yêu cầu trứng nó nằm xuống là được ha. Cái này nó sẽ chạy qua chạy lại, cái này nó sẽ chạy qua chạy lại và nó gạt cái trứng lăn vòng tròn chút xíu, quay máy bên kia đã mình đã vô đầy trứng rồi đó. Thì ở đây nó có 8 rãnh và mỗi rãnh như vậy với gà nồi là được 7 trứng, 7 x 8 ha, và 2 tầng 112 trứng. Còn với gà tre chúng ta có thể để cái chiều dài này được khoảng 9 trứng đó. Thì chúng ta gà tre Mỹ Lai thì chúng ta có thể ấp được trên 120 trứng. Thì mà cái với gà là 20-21 ngày nó nở thì ấp ít ấp nhiều cũng được. Ví dụ ta ấp lần 10 trứng 20 trứng cũng được. Ví dụ nó nở thì chúng ta lấy cái trứng, nhặt cái trứng ra, có thể là lấy ít quá thì chúng ta lấy cái khay dưới ra cho nó thoáng ha, rồi bỏ lên trên cái thảm này để cho nó nở. Cái thảm này thì nó có một cái độ mịn để gà nó đứng an toàn. Còn nếu như số lượng chúng ta nhiều chúng ta lừa cho xuống thì chúng ta sẽ ngưng đảo. Thì ngưng đảo bằng cách nào? Một là cho cái đầu này chúng ta xoay ngược cái khay, chúng ta xoay ngược cái khay để cho cái đầu bên cái ngàm này nó qua về bên đây thì nó sẽ không có gạt được nữa. Còn hai là chúng ta sẽ lấy cái kéo ra, chúng ta nhích qua một bên, chúng ta đẩy vô lại đó thì nó không kéo được nữa ha. Giờ bắt đầu thử cho quý anh em bà con xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào rồi cái mạch này để chỉnh được, nó sẽ có chức năng khóa trẻ em. Thì để muốn mở khóa thì chúng ta unlock nó bằng cách nào? Ấn dấu trừ giữ 5 giây để nó mở khóa lên mới chỉnh được nha. Mình làm cái thao tác này nó hơi phức tạp nhưng mà nó an toàn lắm. Tại vì nhà nhiều khi có con nít nó nghịch đó thì nhiều khi nó bấm rồi này kia, hoặc là người quen chúng ta tới chơi họ không biết, họ ấn mấy cái thì nó nhảy tùm lum, nó hư hết mẻ trứng chúng ta thì oan uổng quá. Thì làm cái chức năng này nó hơi mở, nó khóa nó hơi cực xíu nhưng mà nó rất là thuận tiện. Rồi ấn nút tên một cái để chỉnh cái số phút nè, đây là 60 phút đảo nè, ấn hai cái thì nó sẽ đảo ngay lập tức. Kéo qua kéo lại thì chúng ta chỉ cần cho vô cái rãnh đó là nó sẽ tự nó kéo ha. Cái này là độc quyền về thiết kế nha, độc quyền về sở hữu trí tuệ nha, thì chỉ có map chứng mít mới có thôi. Rồi chúng ta không cho nó đảo nữa thì kéo ra ngoài này. Dạ kéo trong nè đó, giờ nó đâu đảo được nữa đâu, giờ motor nó quay không à. Đó, không, trứng nằm đây, trứng nở đây, rồi xong lấy kéo ra, bắt con ra xong đập đập mấy cái nó rớt cái ba cái vỏ trứng ra ngoài là chúng ta có thể là ấp tiếp được rồi ha. Nó quay vô không tới, hoặc là trở đầu vỉ cũng được, bỏ ra ngoài cũng được, rất là dễ, không cần dây nhợ gì chân. Thì điện đốm nó càng nhiều thì nó càng nhanh bảo trì ha. Công tắc dây nhợ đồ nhiều thì nó mất an toàn điện nữa. Ở đây là dây nó đều bọc giáp hết nha, giáp này giáp chống cháy hết nha, cho dù có tác động bên ngoài thì dây điện này nó cũng không có thể ảnh hưởng một miếng nào. Bên trên nữa cũng vậy nha, các đường dây được nẹp kỹ và bọc giáp chống cháy hết, thành ra chúng ta an toàn điện tuyệt đối 100%. Rồi về cái mạch này chúng ta sửa chữa thì cũng dễ nữa, nó muốn sửa chữa sau này bổ trì bổ dưỡng gì đó thì tháo bốn con vít này ra. Bên trong nó có hai cái giắc cắm, ta rút hai cái giắc ra, ta cầm nguyên cái hộp mạch này gửi đi bảo dưỡng bảo trì thôi. Về sửa chữa rất dễ, phụ tùng có sẵn ở trong nước, mình nội địa hóa, nhập hàng từ nước ngoài và nội địa hóa sản xuất trong nước để đảm bảo theo tiêu chí của Việt Nam yêu cầu. Rồi cái này chỉnh nhiệt độ thì ấn nút tem ha, tem tương ứng tem Humi là chỉnh độ ẩm. Thì ấp gà chúng ta chỉnh là thường là 37.5 độ C là chuẩn ha. Rồi bấm OK là nó sẽ lưu lại. Rồi tới độ ẩm là bấm Humi. Thì cài khoảng 58 thôi, nó lên 60 là nó ngắt ha. Nó quá 2 là nó ngắt, thì cho 58 thì nó sẽ lên 60, nó ngắt là vừa. Đừng cài cao quá nó sẽ bị quán tính. Rồi chúng ta ấn cái phần đảo, chúng ta sẽ cài 60 hoặc 90 phút. Thì để khoảng 60 là vừa rồi, là 1 giờ đồng hồ nó sẽ đảo một lần. Thì một lần đảo chúng ta cài nó là 12 giây ha. Ấn tem ấn này
cài đè này. Chúng ta sẽ cài cho nó là 12 giây. Ở đây 11 giây, tăng lên 12 giây, đó là tiêu chuẩn của nó rồi đó. Default mặc định nó là ok nhất rồi đó ha. Thì ở đây nó có hai cái chìa, chúng ta có thể để dành là một chìa sơ cua, còn một chìa chúng ta để mở cửa ra ngoài không thôi, để tránh con nít nó nghịch ha. Rồi số hotline 0903090330, máy này 2.8 triệu, máy này 2.900, 2.980, bảo hành 2 năm hết nha, tất cả đều bảo hành 2 năm. Thì bên cạnh máy chúng ta sẽ có theo là một sợi dây nguồn ha. Rồi sorry, sợi dây nguồn, rồi một cây đèn sâu trứng, rồi một cái nhiệt kế nếu quý anh em nào có đăng ký và like video và có đăng ký kênh YouTube thì được tặng thêm một cây nhiệt kế này đo nhiệt độ ha. Rồi ba món, rồi tới thẻ bảo hành, rồi tới sổ hướng dẫn. Đây là sổ hướng dẫn chi tiết để chúng ta sử dụng máy, nhiệt độ và cách để ấp trứng, cách sao trứng, chuẩn bị trứng nở, các cái lưu ý. Ở đây là kinh nghiệm tổng hợp, chúng ta có thể đọc để tham khảo. Ngoài ra thì với cái máy này thì nó có theo một cái bình nước này nữa ha. Rồi đây là cái máy đã vô phun trứng. Kéo dàn khay này ra thì chúng ta chỉ cần kéo ra đó, kéo ra rồi vô trứng xong chúng ta đẩy vô lại thôi đó. Dễ, rất là dễ ha. Vô trong nó có cái ngàm, tới đây là nó không đẩy vô nữa, nó phải hở ân trước khoảng một phân về ân trước, nó có một cái ân sau, nó có cái khe để gió nó luồn xuống, rồi bắt đầu nó phả ra ở dưới rồi nó hút ngược lên lại, nên là gió thổi không có luồn trứng, nó đi vòng tròn vậy nè. Trứng đi, nó đi theo vòng tròn vậy. Ở đây sức chứa của nó là mỗi khay là 5-6 trứng, với cái trứng gà nồi nha, trứng gà nồi là 56 trứng, hai khay là 112. Đây là phiên bản cao cấp nhất và tỷ lệ nở cho ra là anh em hỏi là chính xác bao nhiêu thì chính xác, thì nó không có tuyệt đối 100%, nhưng mà quá nhiều mấy ốc, có mẻ là nở được 90%, có mẻ là nở được 95%, có mẻ là nở được 98%, mà cũng có khi nở 100%, cũng có khi là nở 85%. Nó sẽ tùy thuộc vào cái hiệu năng, cái chất lượng của trứng mình, trống nhiều trống ít, cồn mạnh hay cồn yếu. Nếu mà trứng nào đảm bảo tiêu chí là có cồn mạnh đầy đủ dinh dưỡng là nó sẽ nở hết. Chúng ta sẽ tận dụng tất cả các cái trứng chúng ta, khi mà gà hay là chim công hay là chim trĩ nó đẻ ra, chúng ta sẽ tận dụng hết, chúng ta không có bị hao hụt ha. Còn với một cái máy mà mình mua không đảm bảo cũng bạc triệu chứ không có ít, nhưng mà về ấp nó hư hết thì tính ra là cái tiền lỗ trứng nó còn nhiều hơn tiền lỗ máy rất là nhiều. Ví dụ như cái trứng chim công 400-500 nghìn một trứng, 4 cái trứng thôi là bằng cái máy, 4-5 cái trứng thôi là bằng giá trị cái máy rồi. Nhiều khi ấp 20-30 trứng nở được có 3-4 con, bỏ còn nhiêu bỏ hết, thì tính ra cái tiền lỗ trứng rất là thiệt hại, rất là cao. Nhiều khi nhiều trứng gà Mỹ một trứng vậy 400-500 nghìn một trứng đó. Rồi ví dụ ấp 10 trứng nở được có 3-4 con rồi sao, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ à, tại sao lúc đầu mình không có mua một cái máy thiệt là tốt về ấp một mẻ nở thôi, yêu cầu đúng một mẻ nở, ấp 100 trứng nở được khoảng chừng 90 con thôi là chúng ta đã hòa vốn cái máy, là coi như từ đó về sau là cái máy là dùng không rồi. Tại vì mẻ đầu tiên chúng ta ấp cái tiền lãi, tiền lợi nhuận là nó đã bù vô cái máy rồi đó. Yêu cầu một con gà trống Mỹ mà nuôi tới trưởng thành, mình bán ra một con gà đó mình thấy mua 2-3 cái máy này đó. Tại sao mà chúng ta phải đi dùng cái thùng xốp đồ cũng mấy trăm ngàn, rồi mấy trăm ngàn là ở tay á, còn đảo tự động là cũng 1 triệu, rồi 1.1 triệu, mà không mua cái máy nào cho đảm bảo chất lượng. Rồi nhiều anh em hỏi là ấp ít thì làm sao, thì ở đây là thiết kế để ấp ít, ấp một lượt được hết. Như bây giờ chúng ta có cái lô này là mới vô ngày 10 ngày trước, cái lô này là vô 5 ngày sau đó, rồi cái lô này là mới vô đây ha. Ví dụ vậy thì cái trứng này đủ 18 ngày, chúng ta sẽ nhặt cái trứng này bỏ xuống dưới đây để nó nở ở đây, thì sau khi nở xong rút tấm thảm ra thì con nó ở trên này chúng ta hốt ra ngoài bỏ vô chuồng ấm đó, rồi đem cái thảm ra chúng ta giặt phơi khô xong bỏ vô là ấp tiếp. Rồi trứng nào mà còn ở trên này chưa đủ ngày nở thì cứ để nó nằm ở trên này bình thường, không có ảnh hưởng gì hết ha. Tại vì gà là ấp một nhiệt nó nở, 37 độ 5 là nó nở hết, khỏi cần giảm nó cũng nở. Độ ẩm, yêu cầu độ ẩm là đạt phải từ 58 trở lên thì nó mới không bị sát, và đảo là đồng thời đảo phải đều. Thì anh em hỏi là đảo lăn với đảo nghiêng cái nào hiệu quả hơn, thì đảo lăn đảo nghiêng cái nào cũng hiệu quả hết, nhưng mà đảo lăn rất là bền do cái khay nó bằng kim loại,
Nhưng mà nhược điểm của nó khi mà chúng ta quên bỏ cái trứng xuống hoặc quên tắt đảo thì cái cây này nè nó gạt qua gạt lại thì cái chân con gà nó sẽ bị kẹt xuống đây nè. Ở đây nó có một cái khoảng hở khoảng 5 ly thì cái chân con gà con nó yếu ớt nó sẽ bị kẹt đây nè. Thì chúng ta phải bỏ xuống đây sớm, càng nó đúng phải đúng ngày, 18, 19 ngày là phải thả xuống nó với gà. Và với trứng chim chỉ là khoảng 22 ngày là thả xuống ha. Với trứng gà lôi, gà gà tây đó thì chúng ta phải thả ở đây khoảng 26 ngày là 25, 6 ngày là thả xuống. Hoặc là tắt đảo là bằng cách là chúng ta lấy cái khe đó ra khỏi cái móc của cái motor. Nó có cái móc của motor chúng ta lấy ra khỏi đó. Rồi là nó sẽ không có đảo được nữa ha. Lấy ra khỏi hoặc là chúng ta chở đầu, lấy cái đầu bên này chúng ta xoay ngược lại đó, nó qua bên kia thì nó sẽ không có đảo được nữa ha. Nó không đảo được nữa thì nó đảm bảo cái tiêu chí an toàn. Còn với đảo nghiêng á, thì cái khay nó bằng nhựa, nhưng mà ưu điểm nó được một cái chúng ta quên đưa xuống sàn nở, quên tắt đảo nó vẫn nở, nó lọt con xuống bình thường, không có con nào bị tật bị gì hết á. Đó là cái ưu điểm của đảo nghiêng. Nhưng mà đảo lăn thì nhiều anh em thích để nuôi gà đá hơn, là tại vì mình truyền tay nhau là cái đảo lăn là tỷ lệ nở nó cao hơn. Thì cái đó do tư liệu của anh em tự thống kê, anh em nói là thì đảo lăn thì nó nở rất là đều, nở 99% luôn, là do cái trứng nó lăn vòng tròn vậy nè, nó lăn vậy nè thì nó đều, rồi nó bung vỏ, nó con nó vàng đều, nó phát triển rất là lành, rất là mạnh, rồi nó ra con vàng ươm mà khô lông. Bây giờ chúng ta bắt đảo thử ha, cũng giống như chiếc máy bên kia thì điều chỉnh cũng vậy, thì nó sẽ lăn cái trứng theo vòng tròn, nhích nhích từ từ đó, nó lăn qua, lăn qua, nó lăn lại. Ở đây là hồi nãy lấy ra lấy vô cái trứng nó bị dồn lại, chúng ta phải để xuôi vậy mới đúng, để xuôi theo để cho nó lăn được. Những trứng này nó bị xếp bị khít quá nè, chúng ta phải để thưa ra vừa hay ha, nó sẽ lăn theo vòng tròn. Rồi với phương thức giao hàng và bảo hành thì ở đây là giao hàng toàn quốc và miễn phí cho bà con hoàn toàn hết ha. Thì mình nhận hàng tận tay rồi kiểm tra, nếu mà có điều kiện thì cắm điện thử, sau khi đó bắt đầu là chúng ta mới thanh toán cho cái người giao, cho ship ha. Rồi về bảo hành, nếu ở xa thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm là nếu hư hỏng cái gì thì chúng tôi có trách nhiệm là sửa chữa cho quý anh chị em bà con ở xa. Ví dụ nó nhẹ thì sẽ gửi phụ tùng linh kiện về để chúng ta nhờ ai đó thay vào, thợ điện thay vào, hoặc có thể tự tay mình thay vào theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Còn nếu như mà gần thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm chạy đến nơi để sửa chữa cho quý anh chị em và bà con cô bác. Rồi về cái phần bảo hành là 2 năm ha. Tất cả linh kiện thiết bị bên trong, về khung máy, khung vỏ bên ngoài là bảo hành 5 năm ha. Nếu mà hư hỏng thì chúng tôi có trách nhiệm thay bán, hoặc là hư khay thì sửa khay, hư cái gì làm cái đó. Nói chung đồ có sẵn, linh kiện nội địa trong nước thì rất là dễ. Đa số cái mạch này là đều nhập, khoảng 98% là nhập khẩu hết nha, chúng ta nội địa hóa để cho quá trình chúng ta sau này không có phụ thuộc vào những cái linh kiện, những nguồn nhập từ nước ngoài nữa. Rồi 2.980.000 và 2.800.000, mấy này 2.800.000, mấy này 2.980.000 ha. Nhớ nha, có bình nước đó là nó thêm 180.000 nha. Chứ anh em đặt cái máy default có 2.800.000 mà đổi cái này thì hơi kẹt nha. Cái này máy trứng mít bán nhiều là nhiều khi cũng bị hoại á. Nhiều khi đặt cái máy phiên bản thấp hơn nhưng mà yêu cầu thì phải giống như cái máy kia thì nhiều khi cũng hơi kẹt. Em xin lưu ý mấy cái đó. Rồi về cái khe rãnh này, nó sẽ có nhiều cái trứng khác nhau và chúng ta sẽ có cái khe khác nhau. Với cái rãnh này chúng ta có thể ấp được chim công, chim trĩ, gà nồi, gà tre. Với trứng vịt, trứng ngan lớn hơn một chút thì chúng ta có thể là nới cái này ra. Còn với trứng bồ câu chúng ta sẽ ép vô lại một chút, nó sẽ nhiều khe hơn. Chúng ta có 8 rãnh thì nếu mà với bồ câu chúng ta sẽ làm 9 rãnh. Với trứng cút chúng ta làm 10, 11 rãnh. Thì nó sẽ số lượng trứng nó sẽ nhiều hơn và cái khe nó nhỏ lại để tận dụng cái diện tích. Còn nếu như mà đặt trứng lớn mà bỏ trứng nhỏ vô ấp bình thường không sao hết, tại vì nó có một cái khoảng độ rơ chút thôi thì nó gạt qua gạt lại vẫn đảo được thôi. Còn nếu như đặt cái khe trứng mà nó nhỏ nhưng mà bỏ trứng lớn mà ấp thì nó không đảo được, tại nó phải chạm xuống cái mặt lưới đó thì cái cây nó cái thanh nó kéo thì cái trứng nó mới lăn theo. Còn nếu như mà đặt mà cái
cái khay mà nhỏ mà bỏ trứng lớn thì nó nằm nó gánh ở trên đó, nó đưa qua đưa lại giống như chiếc xuồng vậy, chứ nó không có lăn được ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị em, bà con, cô bác đã cùng xem cái video này đến phút cuối. Xin chúc sức khỏe cho quý anh chị em, bà con, cô bác. Và gửi lời chào đến gia đình, cũng như là lời chúc làm ăn luôn luôn phát tài, phát lộc và gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc. Xin cảm ơn và xin chào.